11 trên kênh Miền Tây. Bản tin Miền Tây 24/7 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về các lĩnh vực văn hóa, đời sống và xã hội. Đào Duy và Kim Thảo xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với bản tin Miền Tây 24/7 phát sóng hàng ngày trên kênh Miền Tây. Duy nhất, mới nhất, nóng nhất và duy nhất. Tháng 11 lần đầu tiên chuyện thật như đùa, một bản tin hoàn toàn mới với phong cách mới lạ, dí dỏm cùng lối dẫn chuyện duyên dáng của hai MC lên sóng kênh Miền Tây. Em gì mà đột biến gen ăn vô thì bị đột quỵ luôn à? Nguy hiểm, cậu hỏi như vậy nhanh đi. Chuyện thật như đùa. Giải giờ tài liệu khám phá sẽ đưa quý khán giả đến với không gian của những vùng đất linh thiêng mang đậm dấu ấn Phật giáo qua loạt phim Những Miền Đất Phật. Và cùng khám phá vùng biển miền Tây Nam sơn thủy hữu tình, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, với những câu chuyện kỳ thú qua hành trình ký sự khám phá biển Tây. Khung phim truyện hàng ngày mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo về số phận của nàng Nakusa trong chuyện tình nàng lọ lem, phát sóng lúc 20h 15 phút hàng ngày. Ngày hôm nay tôi sẽ chia các cô ra khỏi đi gu mãi mãi. Trước khi làm gì để quan sát bơm đang ở trong người vợ của cậu. Và câu chuyện về nàng Mộc Lan hay cha Tổng Quân trong Hoa Mộc Lan truyền kỳ vào lúc 17h hàng ngày. Trương Tử, ngày mai ta phải trở về Dương Viên. Ta phải nói với phụ hận, ta không làm đại tướng quân nữa. Ta là phụ quân của đàn, ta mới là người thân nhất của đàn. Tháng 11, kênh Miền Tây tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả 3 bộ phim mới lên sóng trong tháng Khi Tình Yêu Lên Tiếng. Cô Em Sáu Quyệt. Đại bộ thả thả yun ca tu. Quân đi thúc giả nắn sai bay sai cờ. Và Tình Yêu Còn Mãi. Hãy cùng kênh Miền Tây thăng hoa cảm xúc với những chương trình hấp dẫn không thể bỏ lỡ và đón xem các chương trình đặc sắc mới lạ trong tháng 11 chỉ có trên kênh Miền Tây.